Dạ xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay kênh Bonsai Cần Thơ trở lại với nhà vườn của em Thanh Tâm ở Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để giới thiệu một số phôi mai cho quý vị chọn nha. Đây là vườn này. Đây một số cây này. Mời quý vị và các bạn xem ha. Chúc quý vị và các bạn buổi xem vui vẻ. Giờ mình sẽ gặp em Thanh Tâm nha. Rồi chào em ơi. Rồi chào anh Thanh Tâm, xin chào bà con cô bác đã đến kênh Bonsai Cần Thơ. Giờ hôm nay cũng về được mười mấy phôi, cái số điện thoại chưa của em là tiện cho cô bác liên hệ là 0393758294, số Zalo em luôn. Tên em là Thanh Tâm cô bác. Rồi mình sẽ vô mã số 1. Giờ em sẽ vô mã số 1 cô bác ơi. Mã số 1 hình thú cô bác. À, đo liền luôn hả? Đo liền luôn, đây 14. À, 14 gì? Đây. Mã số 1. Em đo trước em sẽ xây sao cho cô bác xem. Đây, chiều cao 17. Em xây nhẹ nhẹ cho cô bác xem luôn. Rồi cái mã số 1 này có giá là 1.800.000, em bao ship cho cô bác là tới nhà luôn. Rồi em xin phép đổi phôi luôn. Rồi. Rất nhanh chóng ha. Nhanh. Tới phôi thứ hai. Cô bác đợi em trong giây lát. Rồi tiếp theo phôi số 2. Số 2 này hình thú cho cô bác. Mấy cây này là em bao sống cho cô bác hết nha. Rồi bao sống Tược lên xanh hết, mạnh khỏe hết nha cô bác. Cây rất là sung luôn cô bác ơi. Này tược lên xanh nha. Tược lên xanh em đều bao sống cho cô bác luôn. Đặc biệt cây này em có ship chậu cho cô bác luôn nha. Ship cái chậu luôn. Dạ ship cái chậu luôn. Mã số 2 nha quý vị. Mã số 2 nhãn thú ha. Dạ quái. Rồi. Rồi em cho cái thông số của em nó cho cô bác xem luôn. Đây thông số em nó là 23. 23. Chiều cao nó chiều dài đi, chiều dài đi, tính chiều dài trước ha. Chiều dài là 36. Cao em nó là 28. Em xây nhẹ cho cô bác xem. Cái mã số 2 này có giá là 2.300.000 cô bác ơi. 2.300.000 quý vị ơi. 2.300.000 mà em ship luôn cái chậu cho cô bác luôn. Phí em bao cho cô bác là tới nhà luôn. Rồi em xin phép đổi phôi cho cô bác luôn. Xù phải dạ, xù cái này là xù nha cô bác. Xù ha. Xù. Rồi em xây nhẹ nhẹ cô bác xem luôn. Rồi mã số 2 xong. Rồi em xin phép đổi phôi cho cô bác luôn. Tiếp theo là mã số 3 nha cô bác. Cái số điện thoại của em là để tiện cho cô bác liên hệ là 0393758294 Thanh Tâm nha cô bác. Số Zalo số đó em luôn. Cái này nó có lên da me nhẹ nha anh chị. Lên da me da cám nha anh chị. Để em cho đây cái đồng số cho cô bác xem luôn. Chiều cao nó là 30 cô bác ơi. Chiều cao 30. Hoành nó là 25. Cái mã số 3 này có giá là 1.900.000 cô bác ơi. 1.900.000 quý vị ơi. Bao ship toàn quốc nha. Em bao ship toàn quốc luôn. Rồi em xin phép đổi phôi luôn. Đổi phôi luôn. Tiếp theo là mã số 4 cô bác ơi. Đây, em xây nhẹ nhẹ luôn. Dạng thú ha. Đây nhìn từ trên nè quý vị. Đấy. Rồi em cho cái thông số cho các bác xem luôn nè. Đây 23 cô bác ơi. 23. Chiều cao của em nó là 33. Cái mã số 4 này có giá là 2.200.000 cô bác ơi. Em bao phí là toàn quốc luôn. Cái số điện thoại của em cho cô bác tiện liên hệ là 0393758294. Số Zalo em luôn, tên là Thanh Tâm cô bác ơi. Rồi em xin phép đổi phôi cô bác luôn. Rồi. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 này để bạn là bonsai để bạn. Cái này là thú nha cô bác. Kìa em bao sống cho cô bác luôn nha.
Để chậm chậm chút, chậm chậm chút. À đúng rồi. Nãy giờ xe hay lẹ. Thân mình nổi cục 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 đồ nhìn cũng quái lắm nha cô bác. Cây thì sống cái tược xanh hết nha cô bác. Tược ra xanh hết luôn. Rồi em để em đo cái thông số cho cô bác xem luôn. Chiều cao là 34. Rồi. Chiều cao em nói 34. Hoành thân là 17. Rồi. Cái mã số 5 này có giá là 3.200.000 cô bác ơi. Rồi, 3.200 quý vị. 3.200 em bao phí là tới nhà luôn. Rồi, cây tược mạnh nha. Rồi. Em xin phép đổi phôi luôn. Đổi phôi luôn. Mã số 6. Đây, số 6. Rồi. Ê, mã phôi số 6. Số 6 cây này nhỏ mà đế nôm lùng lực nha cô bác. Cây này rất là lực cây nha cô bác. Đế thì đều tròn. Rồi, em cho cái thông số cái chiều cao của em nó là 35. Cái gì? Chiều cao 35, chiều cao 35. 53. Ê, 53. Trời sao lộn số hoài, xin lỗi nha cô bác ơi. 53. 53, 53. Xin lỗi cô bác. Rồi, hoành thân em nó là 19 cô bác ơi. 19 quý vị. Mã số 6 nha. Mã số 6 có giá là 2.200.000 nha cô bác. Em bao phí là tới nhà luôn. Rồi, em xin phép đổi phôi cho cô bác. Rồi, đổi phôi luôn. Mặt số 7. Mặt số 7. Mặt số 7 cũng quái quái cây cô bác ơi. Ê, xây nhẹ. Mấy cây này em đều bao sống cho cô bác hết nha. Ê, đây nó cũng ra tược xanh nha cô bác. Chứ không phải là không ra tược mà mặt cái mặt cái thẹo nó kéo rất là mạnh luôn. Kéo lại nè, đây nó cũng chuẩn bị ra xanh luôn cô bác. Rồi để em cho thông số cái mã số 7 cho cô bác xem ha. Đo cái cốt lớn nhất nè. Lộn. Lộn bề. Hơi khó đo một tí. 26 cô bác ơi. Rồi. Hoành cốt lớn nhất là 26. Chiều cao em nói là 33. Cái mã số 7 này có giá là 2.700.000 cô bác ơi. Em bao phí là tới nhà cho các bác luôn. Rồi, 2.700.000 quý vị. Rồi, em đổi phôi luôn. Đổi phôi. Tiếp theo là mã số 8 cô bác ơi. Số 8 thú nha cô bác. Chậm chậm chút nha. À, chậm thôi, đúng rồi. Mấy cây này em bao sống khỏe cho các bác luôn. Cây rất mạnh luôn nha, ra mặt thẹo kéo mà ra tược rất là mạnh, rất là sung cây nha cô bác. Xe nhẹ cho cô bác xem. Em cho cái thông số cho cô bác xem. Rồi, luôn nè. Thông số luôn. Thông số em nó là 24. 24, rồi. Chiều cao của em nó là 29. Tược rất mạnh ha. Dạ, yeah, tụt rất là mạnh, rất là mạnh. Cái mã số 8 này có giá là 2.800.000 cô bác ơi, em bao phí cho bác là tới nhà luôn. Rồi, 2.800 bao phí tới nhà nha. Rồi, xin toàn phép đổi phôi luôn. Phí. Mã số 9. Đây, tiếp theo là mã số 9, tụt xanh tươi nha cô bác. Yên tâm luôn. Đế cũng đều tròn bốn mặt cô bác. Anh nên quay đây cho cô bác xem cho kỹ nha. Đây. Cái này thì nó không sao, nó lành rồi này nha cô bác, không sao nha. Tược rất là mạnh cây, rất mạnh cây luôn nha cô bác. Rồi em đem cho cái thông số cho cô bác xem luôn. Bề hoành em nó là 29 nè. 29. Cao thì là cao là 40 cô bác ơi. Cái mã số 9 này có giá là 2.500.000 cô bác ơi.
2.500.000. 2.500.000. Mã số 9 nha quý vị. Mã số 9. Rồi em xin phép đổi phôi cho bác luôn. Rồi. Tiếp theo là mã số 10 cô bác ơi. Mã số 10 nguyên cục xù như chế banh long nha cô bác. Rất là quái cây cô bác ơi. Anh xe nhẹ nhẹ. Nhìn từ trên xuống. Cái hình từ trên xuống đẹp. Rồi em cho cái thông số luôn nè. Cái thông số cái trên đầu ghế cái hoành đó là 29 nè. 29 luôn. Cái cục xù của em nó là để em đo nhiều vị trí với cô bác xem là 38 nha. Rồi. Xù 38. Cao thì 27 cô bác ơi. Rồi. Rồi giá lô xe em ơi. Cái mã số 10 này có giá là 3.800.000 cô bác ơi. Đây. Cây xù 3.800. 3.800 em bao phí cho cô bác là tới nhà toàn quốc luôn. Đọc số lại Tâm ơi. Cái số điện thoại của em là 0393758294. Thanh Tâm sắp số Zalo em luôn cô bác ơi. Đây, cái số Zalo của Tâm có trên tiêu đề video nghe quý vị. Rồi. Tiếp theo là cái mã số 11 cô bác ơi. Chậm thôi nghe, đó, nhìn kỹ nè. Mã số 11 cô bác ơi, rồi em xin phép đo cái thông số cho bác xem luôn. Thông số của em nó là 30 nè. 30. Cao thì 58 cô bác ơi. Cái mã số 11 là cái giá là 4.200.000 cô bác ơi. 4.200.000 quý vị. Dạ 4.200.000 em bao phí tới nhà. Rồi xin phép đổi phôi luôn. Rồi. Rồi tiếp theo là mã số 12 cô bác ơi. Mã số 12 quý vị. À, thằng to ha. Yeah, mà số 12 cái này có xù chảy nha cô bác. Mấy cái nắp đồ xù hết nha cô bác. Phía trên chút. Đây, đây mấy cái nắp này là xù hết nha cô bác. Chậm thôi nha. Là mà cái này da vàng ôm nha cô bác. Xù hết nha, mấy nắp nào cũng xù hết nha cô bác. Da vàng ôm à. Da đẹp lắm. Rồi để em cho cái thông số của mã số này 12 này luôn cho các bác xem luôn. Vàng ha, cái da vàng. Vàng, da vàng ươm. Ê, trên đầu ghế hoành nó là 38 cô bác ơi. Cao thì 93. Rồi, cao 93 cô bác ơi. Cái mã số 12 này cái giá là 7.400.000 cô bác ơi. 7.400.000 em bao phí của bác là toàn quốc luôn. Tới nhà luôn. Rồi anh xin phép đổi phôi của bác luôn. Tiếp theo là mã số 13. Tiếp theo là mã 13. Theo là mã 13 cô bác ơi. Chậm thôi nha, coi cái đế một cái. À. Đế thì đều tròn đặt nha cô bác. Rồi em cho cái thông số luôn. Khoan khoan đợi chút, đợi chút. Anh coi cái tượng nè. Tượng rất là mạnh luôn nha cô bác. Mạnh nha quý vị. Lên rất là, tượng rất là sung lá bự nha cô bác. Lá sung luôn. Rất là sung cây, mạnh cây, khỏe cây. Rồi xem thông số. Rồi em cho cái thông số của cái hoành luôn. Cái này nó bị á. Thẳng thước 25. Rồi. Trên cái hoành đế nha. Hoành đế. Hoành đế thử đế ha. Hoành đế nó thì 90 đi. 90. 91 và tính 90 thôi. Cao thì 96 anh chị ơi. Rồi.
cái mã số 13 này có giá là 3.800.000 cô bác ơi. 3.800 cái gì vậy? 3.800. Rồi. Em bao phí vô cô bác là tới nhà luôn. Rồi em xin phép đổ phôi cô bác luôn. Bắt đầu cây nhỏ hay giờ cây bự bự dần ha. Rồi tiếp theo là mã số 14 cô bác ơi, cây này cây túi quý cô bác ơi. Một cốt giót, chi cành, tay chân đều đầy đủ nha cô bác. Đế thì đều tròn cô bác, không bị lép nha cô bác. Rồi quay chậm hai anh xem đế nha. Rồi đây, quay chậm cho cô bác xem luôn. Xem gần thôi cái trên luôn nha quý vị. À. Rồi. Tai chi là đầy đủ cô bác nha, một cốt giót, đế thì đều tròn bốn mặt nha cô bác. Rồi em để đây em đo cái thông số cho cô bác xem luôn cái bề hoành của cái bề trên đầu ghế đi, cái đây cái này trên đầu ghế là 46 và em sẽ đo ở trên. Đo ở trên này cái hoành của nó là 35 cô bác ơi. Chiều cao của em nó là 145 chiều cao của em nó. Mã số 14 này có giá là 7.500.000 cô bác ơi. Em bao phí cho bác là tới nhà luôn, còn quất luôn. Rồi cái số điện thoại của em là 0393758294 à. Số Zalo em luôn nha cô bác. Tên thì Thanh Tâm cô bác ơi. Rồi. Cô bác cũng thông cảm như thế này tại nay có mấy ông chú vô xem cây cũng hơi ồn chút xíu nha cô bác. Rồi xin phép đổi phôi cô bác. Rồi, luôn đổi phôi luôn. Tiếp theo là 15 cô bác ơi. Và số 15. Tiếp theo là 15, cây này cũng sống khỏe mạnh, mặt thẹo kéo rất là mạnh luôn nha cô bác. Từ kỳ ga xanh đây, đây mặt thẹo trên đây rồi nữa nè, mấy cái mặt thẹo này nó kéo rất là mạnh luôn, không kéo da rất là mạnh luôn. Rồi từ kỳ ga xanh hết nha anh chị. Đây có cái lỗ ha. Rồi có cái lỗ đó, đó em xây có hai cái lỗ. Em xây nhẹ nhẹ cho bác xem luôn, xem cho kỹ luôn. Nhẹ thôi nha, rồi rồi nó nhìn lại tổng thể nè, nè xin thêm dòng nữa coi. Rồi rồi em cho cái thông số luôn rồi cô bác ơi. Số luôn, thông số em nói 29 29 chiều cao em nó là 78 chiều cao. Cái mã số 15 này có giá là 2.800.000 cô bác ơi, bao phí cho cô bác là tới nhà luôn. Rồi 2.800 mã số 15. Mã số 15 2.800.000 rồi em xin phép đổi phôi cho bác. Rồi đổi phôi luôn. Tiếp theo là mã số 16. Rồi tiếp theo là mã số 16 cô bác ơi. Tược mạnh ha. Tược mạnh khỏe, cây này rất là sung cây luôn nha cô bác. Cây rất là khỏe mạnh, rất là sung cây nha cô bác. Tược xanh chưa? Rồi trên nha. Đó. Rồi để em cho ra thông số luôn. Khoan khoan cho dòng nữa đi, dòng nữa. Rồi cho một dòng nữa nha. Xem cái đế luôn. Rồi. Rồi em xin phép cho cái thông số của bác xem luôn nè. Thông số của em nó là 36. 36. Cao của em nó là 106 cô bác ơi. 106 chiều cao. Chiều cao 106 cái mã số 16 nó cái giá là 7.500.000 cô bác ơi.
7.500.000. Em bao phí bác là toàn quốc tế nhà luôn. Rồi đổi luôn. Rồi để em xin phép đổi phôi cho bác luôn. Tiếp theo là mã số 17. Tiếp theo là mã số 17 của bác ơi. 17. Dạ, đây dạ, anh quay vô đây cho các bác xem cho cái thằng nó dạ, kỹ. Dạ. Cái này thì nó xử lý keo nó không sao cô bác. Rồi. Thêm dòng nữa, để thêm dòng nữa. Rồi. Đang xem đế nha. Rồi. Cây ra tự rất là mạnh, xoay khỏe đi, luôn cô bác. Thêm một dòng nữa. Rồi. Tự rất là mạnh luôn cô bác. Rồi. Xem thông số luôn. Rồi em cho cái thông số luôn rồi cho các bác xem luôn. Đây thông số của em nói đây là 40. Rồi. Cái mà cái chiều cao của em nó là 36 cô bác ơi. Cái mã số 17 này có giá là 4.400.000 cô bác ơi. 4.400.000. 4.400.000 em bao phí là toàn quốc luôn cho quốc luôn. Rồi. Rồi em xin phép em đổi phôi luôn. Rồi tiếp theo là mã 18 cô bác ơi. Đúng rồi mã 18. 18 cây này lên xù, cây này ra tột mạnh lắm nha cô bác. Nào khoan, coi cái xù nó trước. Xù đây nè cô bác ơi. Dạ, ở trên đó hả? Đây ở trên nè. Nè trên đọt nè quý vị, đây là đọt nha. Xù nhóc luôn nha cô bác. Mà ra tự rất là mạnh luôn nha cô bác. Khỏe cây luôn. Rồi. Xay nhẹ cho cô bác xem luôn. Nữa nha. Tổng thể cây luôn nha. Xù trên cái đầu này, muốn giáp luôn nha cô bác. Rồi, xem thông số luôn. Em cho cái thông số cho cô bác xem luôn. Thông số em nó là 27 nè. Yeah. Cao em nó là 80. Cái mã số 18 này có giá là 2.600.000 cô bác ơi. 2.600.000. 2.600.000 em bao phí là toàn quốc luôn, bao tới nhà cho bác luôn. Rồi em xin phép đổi phôi luôn. Đọc số lại Tâm ơi. Cái số điện thoại của em là 0393758294. Số Zalo em luôn nha cô bác, tên là Thanh Tâm cô bác ơi. Thanh Tâm ở Cần Thơ nha quý vị, Bình Thủy, Cần Thơ. Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Rồi em tiếp theo là cái mã số 19 cô bác ơi. Cây này ra tược rất là mạnh, rất là khỏe, cây ra tược rất là sung xê luôn rồi cô bác ơi. Cây này rất là mạnh luôn à. Tai chi đều tròn nha cô bác. Cây này ra cái là cô bác để sửa tàn mà chơi thôi chứ không còn gì nữa hết. Rồi em xin phép em cho cái thông số cho cô bác xem luôn. Thông số của em nó là 24. Rồi. Cao em nó là 90. Rồi. Cái mã số 19 này có giá là 1.800.000 cô bác ơi. Em bao phí cho cô bác là tới nhà luôn. Rồi mã số 18, 1.800.000 cái gì? Mã số này mã số 19. Ủa, 19 hả? Mã số 19. Mã số 19 cô bác ơi. Rồi. Tiếp theo là 20 cô bác ơi. Tạm ngưng chút xíu cái gì. Rồi. Rồi quý vị ơi, bây giờ là cái sorry quý vị. Vô đi anh. Rồi quý vị ơi, mình ra vườn để quay cây 20 nha. Cái này lớn ở trong chậu nè. Không có. Rồi cái tiếp theo là mã số 20 cô bác ơi. Không có để lên bàn xoay được quý vị. Cây này hơi lớn em không, với lại trong chậu em không
không có ginh lên nổi nha anh cô bác. Nếu cây này nếu như có xếp thì em sẽ nhổ ra em quắn bầu em xếp cho cô bác thôi, chứ cây này em không có xếp chậu nha, tại vì cái phí cái chậu này rất là cao nha cô bác. Cây này nó có xù cái phần đế này nhẹ lên da cốc nha cô bác, có lên da cốc đều nha. Mạch số này mạch số 20, tay chi tàn thì đều tròn luôn, tược thì lên rất là mạnh, rất là khỏe cây luôn. Rồi em... đợi cho anh coi coi cây cái chút xíu nha, đợi xíu tại không có bàn xây có gì không, coi có bàn xây quá cũng thông cảm nha, cây hơi lớn em ghinh nó hơi khó tí nè, cho anh qua hướng này cái. Để quay kỹ cho quý vị xem. Đó, tược mạnh nha. Đó, chi tàn nè. Chi tay thì đầy đủ nha cô bác. Tàn thì đều tròn, tược ra rất là mạnh. Cây này ra chỉ việc là đợi cô bác đây sửa mà chơi thôi, chứ cây này không cắt sửa gì nữa nha cô bác. Rồi, xem thông số em ạ. Rồi. Em cho cái thông số luôn nha cô bác. Thông số của em đó là 47 nè cô bác ơi. 47. Quanh 47. Cao thì hết thước cô bác ơi. Cao hết thước nha. Cao 117 hết thước cô bác ơi. Cho 8.000 đi. Tán ngang của em đó là 113. Rồi. Cái mã số 20 được cái giá là 12 triệu, em bao phí cho cô bác là tới nhà luôn cô bác ơi. Rồi 12 triệu. Rồi cái em gì? Không xếp cái chậu nha em. Không xếp chậu. Rồi. Rồi còn nữa không? Còn còn anh. Còn tiếp một cây theo nữa. Còn hai cây nữa. Hai cây nữa. Rồi mình nhìn hướng bên đây một cái, cây 20 nha quý vị. Cây 20 nha. Rồi mình sẽ qua cây 21 đây. Rồi, cây 21 ở đâu? Đây, tiếp theo là mã số 21 anh này. Chà. Mốt cây này là thành phẩm, cây này là chỉ việc để Tết về chơi bông thôi nha cô bác. Cây này tàn đều tròn tàn đa, tàn rất là đẹp nha cô bác. Tàn thì đều tròn luôn, cây này em chỉnh sửa rồi, cây này nói chung là thành phẩm rồi nha cô bác. Cây này chỉ việc là mua về chơi thôi. Mà em xin phép với cô bác là cái cây này em không có báo giá trực tiếp nha cô bác. Nào thích thì alo cho em rồi em sẽ nói giá cho cô bác thôi. À. Cây này tại vì hơi lớn rồi em không có báo giá trực tiếp được cho cô bác. Tai chi thì đặc sệt, tàn thì đặc sệt nha cô bác. Tàn đều tròn tàn đa nha cô bác. Cái này là không cần phải chỉnh sửa gì hết. Về với giá tháo dây ra mình đệ bông mình chơi thôi. Châm đệ bông chơi thôi. Đế thì nó đều đặt nha. Đế đều đặt một cục nha cô bác. Không bị lép bên nào, bốn bên không bị lép bên nào nha. Tàn thì đều. Cái gì gán xem nha, tại nó bị kẹt cái hướng nè. Tàn thì đều đế thì đặt sạp luôn rồi cô bác ơi, nó không có bị lép bên nào hết trơn. Nó bị sát cái bức tường quá, mình không có hơi gần cái bức tường bởi anh xây hơi khó. Hơi khó, gán đi cho quý vị xem xung quanh cái đế luôn. Đó, tới đây hết rồi đó. Còn ở đây mình nhìn lên cái phần đây, cái phần chi này. Chi thì dày cứng nha cô bác, không có lỏng lẻo, không có méo mó gì hết, không có, rất là tròn luôn nha cô bác. Rồi mã số 21 quý vị gọi về cho Thanh Tâm nha, chưa có báo giá. Gọi cái về. Này em không có báo giá được rồi, để em cho cái thông số luôn. Em quyền cái cục nồi đế của nó nha cô bác, đế đặt cái nhà kia này là đế đặt luôn nè. 70 nè cô bác ơi. Rồi 70. Em đo cái nguyên cái hoành của em nó nha. Hoành em nó là 41. Rồi. Cao thì 118 cô bác ơi. Rồi. Tán ngang thì 106 cô bác ơi. Rồi đọc lại số Tâm ơi. Cái số điện thoại của em là 0393758294 Thanh Tâm nha cô bác. Số Zalo em luôn rồi. Tiếp theo em còn cây mã số cuối cùng là mã số 22 cô bác ơi. Còn mã một số cây cuối nữa cùng. Vậy? Đây một dạ. Cây nữa nha. Khoan. À, tiếp theo là cây này đó. Cây này đây phải không? Dạ. Cây này đế đều tròn bốn mặt cho cô bác. Không bị lép bên nào nha, nhưng mà cây này là rất là già, lâu lâu đời, cây này nó lâu đời rồi.
em mua, khi em mua cái cây chủ nhà, ông chủ nhà ông nói cây này cỡ khoảng là 80 năm vậy cô bác. Dữ vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà tại vì người ta hồi xưa người ta trồng trong cái bồn á, người ta cũng chơi á, nó lâu lớn á anh. Rồi. Da sàn chùi cái này cái rất là già cây nha, mà cây này dáng cổ nha cô bác. Lắc léo cây này rất là hay luôn á. Ở đây là bắt đầu nó cũng có, nó là xù luôn nha cô bác. Chứ không phải là không có nha, đây nách nguyên của thằng nách này là nó xù hết luôn nè. Cũng có xù luôn nè, hay luôn. Đế thì đặt đều tròn nha cô bác. Làm sao quá đấy. Rồi qua được rồi quý vị. Đế thì đều tròn luôn, dạ, không bị lép bên nào nha. Bộ đế rất là dữ. Thế cây này rất đẹp, cây này dáng cổ nha cô bác. Rất lượng rất là đẹp, cây này rất là già luôn. Đế đều xem giữa ha, bây giờ xem đế nè. Xem đế nha quý vị. Cây này quá đẹp luôn nha cô bác. Cái này em cũng xin phép chứ cô bác là em không có báo giá nha cô bác. Nếu cô bác nào ưng, thật sự ưng thì alo cho em. Mà giá nó cũng còn được thương lượng nha cô bác, nhưng mà em không có xếp cái chậu cho cô bác nha. Bây giờ khách thương lượng chậu luôn rồi sao? Thương lượng chậu thì cái đó thương lượng thì được. Dạ. Khách cần cái chậu luôn là xếp luôn nha. Xếp luôn. Khách chịu thì dạ, xếp thôi. Dạ, chép đi, chịu xếp em xếp cái chậu thôi à. Nghe là không bao chậu nhưng mà giờ khách chịu chậu thì mình em xếp chậu luôn. Cái này nói chung là thành phẩm, cái này năm hồi Tết là cái này em đã biết mặt bông, cái này năm cánh nha cô bác. Bông rất là đẹp luôn nha cô bác. Rồi để giờ anh để cái tiết là ta cây 80 năm được không? Được không? Tại cái này em mua em hỏi chủ nhà mà. Rồi em cho cái thông số đi. Cái thông số luôn nè. Cái này đáng tiếc là không có cái bàn xoay cái gì để coi cái đế của nó. Cái này lớn quá nó không có xoay được. Ủa. 42, bề ngoài 42. Đo là nguyên cái nồi đế của em nó luôn cho bác xem nha. Nguyên cái nồi đế thì hết thước. Để nguyên thước đây. Hết thước luôn hả? Hết thước luôn, cỡ nó cỡ khoảng là cỡ 200 á. Nó hết thước luôn cái gì? Cái nồi đế. Còn bên kia nè. Nè em đo nó hơi giật vô nha, nếu em đo thẳng ra nó bằng cái chậu này nó cỡ khoảng 200 mấy đó nha anh chị. Rồi một cây 80 năm, chưa có giá ha quý vị có thể thử. Cao thì nó hơn 117 rồi, nó cao hết thước rồi cô bác ơi. Rồi chào bà con đi. Rồi cái mã số này, mã số 22 cũng là cuối cùng, em cũng xin phép video bữa nay là kết thúc. Dạ em chào và hẹn gặp lại cô bác. Đọc lại số. Dạ, cái số điện thoại của em để cho cô bác giao lưu là 0393558294. Thanh Tâm cô bác ơi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Rồi cảm ơn quý vị các bạn đã xem buổi giới thiệu của Thanh Tâm nha. Quý vị gọi điện trực tiếp cho Thanh Tâm nha quý vị, có trên tiêu đề của video. Và bây giờ xin hẹn gặp lại ở video lần sau. Xin kính chào tạm biệt.